Trà Việt Nam nhập khẩu vào Đài Loan tăng trưởng cả về lượng và trị giá trong năm 2021. Việt Nam hiện là nguồn cung cấp trà lớn cho thị trường này. Việt Nam là thị trường cung cấp trà chính cho thị trường Đài Loan. Trong 11 tháng năm 2021, trà Việt Nam nhập vào Đài Loan đạt 16.970 tấn, trị giá gần 27 triệu đô la, tăng gần 9% về lượng và tăng gần 8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu trà Việt Nam chiếm hơn 55% tổng lượng trà thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021, giảm 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.